Rồi một cái câu hỏi kế tiếp là: thưa thầy, thanh lọc thanh tâm, đường ruột sạch sẽ thì những ký sinh trùng như giun sán lãi có đi ra ngoài được hay không? Thưa quý vị, được, tất cả nó ra hết nha. Nếu quý vị làm nghiêm chỉnh, nếu quý vị làm nghiêm chỉnh, kể cả sán lá gan, kể cả virus viêm gan siêu vi B và C, kể cả virus bệnh sida, kể cả những con sán giải bò, sán giải heo, chúng ta đã trị hết rồi, chỉ có điều là mình có thực tập nghiêm chỉnh hay không mà thôi. Và mình phải thực tập đủ lâu, đối với những trường hợp này thì phải thực tập nghiêm chỉnh ít nhất là 3 tuần, phải có 7 đêm uống dầu và tiếp tục thực tập liên tục nghiêm chỉnh ít nhất là 3 tuần thì quý vị sẽ thấy nó sạch sẽ. Kể cả những người bị sán chó, sán mèo hay là ấu trùng, nó nằm ở trong gan, trong cơ bắp, nó lên tới não rồi, tức là nó không còn những cái con giun sán mà nó còn cái ấu trùng, hay là nó còn những cái sản phẩm phụ của những cái con giun con sán này, nó nằm trong máu của mình và hệ miễn dịch mình nó có phản ứng liên tục để nó tạo ra những cái mụn, hay là nó tạo ra cái ngứa trên mặt, trên da của mình liên tục, thì đó là những cái sản phẩm phụ, những cái ấu trùng mà nó còn sót lại trong cơ bắp của mình hay trong não của mình, và miễn dịch mình nó cứ phản ứng liên tục. Thì nếu mà mình làm một cách nghiêm chỉnh liên tục trong vòng 3 tuần lễ thì mình sẽ thấy là nó sẽ chuyển hóa liền tức khắc thôi, chứ không có cái gì mà nó cố định hết cả.